két sắt thông minh, mở khóa bằng vân tay. Mở chiếc bàn này ra là một chiếc tủ lạnh, chúng ta có thể đựng nước và trái cây. Đây là chiếc TV 42 inch thiết kế âm vào vách ngăn. Khi cần, chúng ta sẽ có một không gian riêng tư để nghỉ ngơi hoặc những cuộc họp trên đường đi công tác. Sạc không dây và bàn làm việc được trang bị trên ghế, vì vậy bạn có thể làm việc ở bất cứ lúc nào. Bên dưới là hộc tủ đựng vật dụng cá nhân cho chị em đây. Nước hoa, túi xách hay mỹ phẩm đều để gọn hết vào đây luôn nha. Hệ thống rèm cửa cách nhiệt được điều chỉnh toàn bộ bằng điện. Nếu mệt quá thì nghỉ ngơi một chút nha, trên chiếc sofa này. Buồn ngủ quá thì mình ngã thành giường được luôn. Chiếc xe limousine này quá là xịn phải không ạ? Anh chị mua xe liên hệ em Hằng đi care nha.